shop khởi nghiệp, xưởng chuyên sỉ váy đầm, thời trang nữ rẻ đẹp nhì Việt Nam. Sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng, chính sách giá hỗ trợ ưu việt, luôn cập nhật các xu hướng thời trang. Truy cập ngay website shopkhoinhiep.com hoặc liên hệ hotline 097-220-9844 để nhận ưu đãi tốt nhất. Kỹ sư trưởng dòng xe Lux, VinFast test xe theo tiêu chuẩn cao nhất thế giới. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, lô xe hoàn thiện đầu tiên của VinFast đã được chuyển ra nước ngoài bằng đường hàng không, với điểm đến là các trung tâm thử nghiệm tại 14 quốc gia thuộc 4 châu lục. Các mẫu xe của VinFast sẽ lần lượt trải qua hơn 100 bài kiểm tra để đạt được những chứng nhận cao cấp về tiêu chuẩn chất lượng và độ an toàn. Ông Karin Fisher, kỹ sư trưởng dòng xe Lux, đã có những chia sẻ sâu hơn về quá trình thử nghiệm, dự kiến kéo dài đến 8 tháng của VinFast. Thưa ông, vì sao VinFast phải tốn nhiều chi phí và thời gian mang xe đi khắp thế giới để thử nghiệm, thay vì thực hiện việc đó tại Việt Nam hoặc các quốc gia trong khu vực? Tầm nhìn của VinFast là trở thành một hãng xe toàn cầu, vì vậy việc đạt được những chứng nhận kiểm định đó có giá trị quốc tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, cho dù việc này có thể tốn chi phí nhiều hơn so với cách làm thông thường. Các trung tâm kiểm thử mà VinFast gửi xe tới nằm ở khắp các châu lục, gồm các quốc gia như là Áo, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan, Nam Phi, Australia, Hàn Quốc. Đây đều là những nơi có thiết bị kiểm tra tốt nhất thế giới mà tất cả các thương hiệu lớn nhất đang sử dụng. Với cam kết đưa ra thị trường các sản phẩm hội tụ giá trị Việt Nam, phong cách, an toàn, sáng tạo, tiên phong, VinFast luôn nỗ lực để mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng cao nhất trong thời gian ngắn nhất. VinFast tuyên bố quý 2 và quý 3 năm nay sẽ bán xe ra thị trường. Việc đưa xe đi kiểm tra vào thời điểm này có muộn không thưa ông? Thực tế, việc kiểm tra thử nghiệm đã được tiến hành đối với tất cả các nhà cung cấp của chúng tôi ngay từ thời điểm bắt đầu hợp tác. Công việc này cũng được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng của các linh kiện, chi tiết của xe đạt được các yêu cầu rất cao. Còn hiện tại là trong giai đoạn kiểm tra sản phẩm hoàn thiện, tiến độ này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của VinFast. Cũng cần nói rõ là chúng tôi cũng tận dụng một số yếu tố để rút ngắn tổng thời gian kiểm thử từ 8 tháng xuống khoảng còn 5 tháng. Thứ nhất là chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt các bài test đầu vào đối với linh kiện, cụm linh kiện từ các nhà cung cấp. Thứ hai là tăng số lượng xe đưa đi test lên tới 155 chiếc, nhiều hơn mức trung bình của ngành. Và để có thể thực hiện song song các bài test, qua đó rút ngắn thời gian mà vẫn đạt hiệu quả như mong muốn. Ngoài ra, việc VinFast thừa hưởng công nghệ từ BMW cũng là một thuận lợi giúp chúng tôi có thể tiết kiệm thời gian. Chúng tôi không có khả năng hạ thấp tiêu chuẩn của các bài test bởi thực hiện chúng là những đơn vị kiểm định rất uy tín và độc lập với các nhà sản xuất xe hơi. Đó là tiêu chuẩn quốc tế áp dụng chung cho tất cả các hãng xe lớn nhất thế giới. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những bài test mà VinFast sẽ phải trải qua trong quá trình thử nghiệm không? Có hai hạng mục mà các mẫu xe của VinFast phải trải qua. Thứ nhất là kiểm tra mức độ va đập đối với người ngồi trong xe khi xảy ra va chạm. Thứ hai là kiểm tra độ tin cậy, bền bỉ của xe mà các linh kiện khi vận hành qua nhiều địa hình, nhiều loại khí hậu khác nhau, qua những quãng đường dài hàng trăm nghìn km. Bên cạnh đó, các cụm linh kiện, cụm chi tiết của xe cũng được kiểm tra để đảm bảo khả năng vận hành trong phòng thí nghiệm cũng như là trong thực tế. Đối với VinFast, chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn cao nhất của châu Âu trong quá trình thử nghiệm. Điều đó có nghĩa là khi vượt qua các bài kiểm tra vô cùng khắt khe và nghiêm ngặt của các trung tâm kiểm định, chất lượng xe VinFast sẽ được thừa nhận tương đương xe của các hãng châu Âu, đủ điều kiện cấp phép lưu hành đi lại châu Âu. Đây là chứng nhận có độ tin cậy cao và có giá trị trên toàn cầu. Vậy đơn vị nào sẽ chứng nhận cho việc VinFast vượt qua các bài kiểm tra này thưa ông? Các đơn vị thực hiện sẽ chứng nhận việc này. Magna đảm nhiệm các bài validation test đánh giá lại mức độ hoàn thiện của linh kiện, cụm linh kiện, động cơ, thẩm định lại chất lượng giữa thiết kế và sản phẩm hoàn thiện. AVR Report sẽ tham gia vào các bài calibration test với các dụng cụ đo kiểm chuẩn như phòng thí nghiệm. Tất cả các thương hiệu đó đều chung tay kiểm tra, đảm bảo các xe VinFast có thể vượt qua các bài test theo yêu cầu. Đây là các đối tác có uy tín hàng đầu trong ngành công nghiệp xe hơi thế giới. Porsche tham gia vào quá trình test đối với tất cả các hãng xe trên thế giới. Magna và AVR thì hỗ trợ tất cả các thương hiệu chứ không chỉ VinFast. Có thể nói chúng tôi đang làm việc với các thương hiệu có uy tín hàng đầu thế giới. Khách hàng Việt Nam sẽ là những người đầu tiên trải nghiệm ô tô VinFast. Vậy tiêu chuẩn châu Âu như ông nói liệu có phù hợp với những điều kiện vận hành tại Việt Nam? Có chứ!
Chúng tôi tất nhiên có thực hiện các bài test ở Việt Nam nữa chứ. Các bài test này tập trung vào các tính năng dành cho người Việt Nam. Việt Nam có điều kiện thời tiết khác biệt so với các nước khác. Và thực tế thì chúng tôi test cùng một thiết bị tính năng tại gần 20 quốc gia. Qua đó đảm bảo việc phù hợp của xe VinFast với các điều kiện vận hành khác nhau, đặc biệt là ở Việt Nam. Theo trí thức trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đặt cọc xe siêu phẩm, xe VinFast trả góp lãi suất 0%, giảm thêm 20-42% cho lô sản phẩm đầu tiên. Truy cập link shorten.easer tại comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này.